Chào mừng các em đã đến với kênh học trực tuyến của trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu tiếp chủ đề thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. Tuần trước, chúng ta đã được tìm hiểu về những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng hệ thống lại những kiến thức quan trọng như sau. Bọn chính quyền đô hộ đã tích cực thu rất nhiều loại tô thuế. Bên cạnh thuế ruộng đất thì chúng còn thu thêm các loại thuế như thuế đay, thuế gai, thuế tơ lụa và bắt nhân dân ta phải cống nạp các sản vật quý và đi lao dịch không công cho bọn quan lại cai trị. Chỉ có những dòng họ lớn người Hán mới được giữ những chức vụ quan trọng. Và bên cạnh đó, bọn đô hộ đã nắm giữ độc quyền về sản xuất và mua bán sắt, muối. Đưa người Hán qua ở chung với người Việt, bắt nhân dân ta phải tuân theo luật pháp, phong tục của người Hán nhằm đồng hóa nhân dân ta. Đến đây, các bạn phải nắm cho cô được câu hỏi quan trọng như sau. Đó là, vì sao chính quyền đô hộ lại nắm độc quyền về sắt? Các bạn thử suy nghĩ với cô, sắt được dùng để làm gì? Sắt được dùng để làm vũ khí chiến đấu. Và sắt còn được dùng làm công cụ lao động. Chính vì vậy, khi nắm độc quyền về sắt, thì bọn đô hộ sẽ thực hiện được mục đích là kìm hãm sự phát triển về kinh tế của đất nước ta và ngăn cản được sự đấu tranh của nhân dân ta chống lại chúng. Dưới đây là các loại sản vật quý mà nhân dân Sao Châu đã phải cống nạp cho chúng. Thứ nhất là ngọc trai. Ngọc trai sẽ làm những đồ trang sức rất có giá trị. Thứ hai, sừng tê giác để làm dược liệu quý hiếm. Còn con đội mồi sẽ làm đồ trang sức, mỹ nghệ và sân mài. Ngà voi sẽ làm đồ mỹ nghệ, thể hiện uy quyền. Và nội dung chính của tiết học ngày hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu về nội dung thứ tư. Đó là cuộc sống của nhân dân Châu khi bị phong kiến phương Bắc đô hộ sẽ như thế nào. Trong phần 4 này, các bạn sẽ tìm hiểu về hai nội dung lớn. Nội dung thứ nhất là tìm hiểu về tình hình kinh tế. Và nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình xã hội và văn hóa. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với tình hình kinh tế. Trong tình hình kinh tế này, nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành thủ công nghiệp. Mặc dù bị chính quyền đô hộ kiềm hãm về nghề rèn sắt và muối, nhưng các bạn cũng có thể thấy nghề rèn sắt và làm đồ gốm vẫn và dệt vải vẫn phát triển. Và trong các di chỉ mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được rất nhiều các công cụ được làm bằng sắt, như là công cụ lao động thì có rìu nè, mai, có dao. Còn về vũ khí, đã phát hiện được những loại kiếm, giáo được làm bằng sắt. Về công cụ lao động thì có nồi gang, chân đèn và rất nhiều đinh sắt. Trong ảnh cô giới thiệu cho các bạn, đây chính là chum sắt. Chum sắt trong tập tục, đó là họ sẽ chôn xác người chết trong tư thế ngồi bó gói. Và nắp sẽ được làm bằng trống đồng. Còn về gốm, nghề gốm cổ truyền lúc bấy giờ cũng rất phát triển. Người ta đã biết làm những loại đồ gốm tráng men và có vẻ trang trí trên đồ gốm rồi mới đem nung. Sản phẩm đồ gốm ngày càng phong phú về chủng loại, như là có nồi, vò, bình, bát, đĩa, ấm chén, gạch, ngói, vân vân, được dùng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và xây dựng nhà cửa. Nội dung lớn thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về nông nghiệp. Về lĩnh vực nông nghiệp, thì từ thế kỷ thứ nhất, ở Sao Châu, việc cày bừa dùng cho châu bò kéo đã rất phát triển. Bên cạnh đó, theo trong sử sách Giao Châu Ký, thì ở huyện Phong Khê, miền Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Đông Anh, Hà Nội ngày nay, người dân họ đã có đê phòng lụt. Trên hình ảnh, các bạn chúng ta có thể thấy, đây chính là mọi người sẽ cùng tập trung với nhau làm những công trình lớn. Đây chính là hình ảnh làm công trình thủy lợi. Họ sẽ khơi thông kênh ngòi, nạo vét sông để đưa nước vào đồng ruộng phục vụ cho nhu cầu sản xuất của mình. Và sử cũ cũng nói thời Giao Châu lúc bấy giờ đã có khá nhiều kênh ngòi. Thứ nhất là nhằm phục vụ cho việc phòng chống lũ lụt. Thứ
thiên tai. Thứ hai, đó là họ sẽ đưa nước vào đồng ruộng như cô đã nói trong bức hình này. Nền kinh tế chính của nhân dân Giao Châu lúc bấy giờ chính là nông nghiệp trồng lúa nước. Người ta đã biết trồng hai vụ lúa trong một năm, đó là vụ chiêm và vụ mùa, và năng suất lúa rất tốt. Bên cạnh trồng lúa thì nhân dân Giao Châu họ còn trồng đủ các loại cây trồng và chăn nuôi rất phong phú. Các bạn có thể thấy trồng được khá nhiều loại như là cây cam, cây dừa, cây cau. Và trong sách Nam Phương Thảo Mộc có nói đến một kỹ thuật trồng cam rất đặc biệt. Các bạn cùng khám phá với cô nhé. Đó là họ sẽ chống sâu bọ hay đục thân cây cam bằng cách họ sẽ nuôi một loại kiến vàng và cho làm tổ ngay trên cành cam. Và những con kiến vàng này họ sẽ giúp cho nhân dân diệt trừ sâu bọ. Thì đây chính là kỹ thuật dùng côn trùng diệt côn trùng. Nó có hai tác dụng. Thứ nhất, sẽ làm cho cây cam không bị sâu bọ đục. Thứ hai, đó là giúp cho cây cam có được năng suất cao và cái giống cam nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta sẽ ghi những ý chính cho cô như sau. Về nông nghiệp, đó là dùng trâu bò làm sức kéo phổ biến. Nội dung thứ hai, làm thủy lợi phát triển. Ý thứ ba, trồng lúa một năm hai vụ. Ý cuối cùng, trồng được nhiều loại cây ăn quả. Sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung thương nghiệp. Đối với các sản phẩm nông nghiệp và hàng thủ công không bị sung làm đồ cống nạp thì có thể được đem trao đổi ở các chợ làng. Chính vì vậy, việc trao đổi buôn bán đã được diễn ra ở các chợ làng. Và ở những nơi tập trung đông dân như là ở Luy Lâu, Long Biên, có cả người Trung Quốc, Java, Ấn Độ, họ sẽ đến đây để mà trao đổi buôn bán. Vì vậy, việc buôn bán với người nước ngoài đã phát triển. Tuy nhiên thì chính quyền đô hộ lại nắm độc quyền về ngoại thương. Các bạn sẽ cùng ghi những ý chính như trên bảng cho cô. Về thương nghiệp, việc trao đổi, buôn bán diễn ra ở các chợ làng. Ý thứ hai, buôn bán với người nước ngoài phát triển. Ý thứ ba, chính quyền đô hộ nắm độc quyền về ngoại thương. Đây chính là những nội dung lớn trong phần những thay đổi về mặt kinh tế của nhân dân Giao Châu. Sau đây, cô và các bạn sẽ tìm hiểu tiếp về nội dung thứ hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các tình hình xã hội và văn hóa. Mời các bạn mở sách giáo khoa, tìm hiểu cho cô những chuyển biến về mặt xã hội. Trong sách giáo khoa và trên sơ đồ của cô đã thể hiện cho các bạn một sơ đồ phân hóa xã hội. Trong sơ đồ phân hóa này có hai cột. Chúng ta sẽ cùng so sánh thời Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ đô hộ chúng ta có những tầng lớp xã hội nào. Ở học kỳ 1, chúng ta đã được tìm hiểu về thời Văn Lang, Âu Lạc. Sau đây, cô và các bạn sẽ cùng điền vào sơ đồ phân hóa thời Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ bị đô hộ nhé. Về thời Văn Lang, Âu Lạc, đứng đầu nhà nước là vua, thời Hùng Vương là Hùng Vương,
thời Âu Lạc, đó là vua An Dương Vương. Và giúp vua quản lý đất nước chính là quý tộc. Thời kỳ ấy, nông dân công xã chiếm số đông nhất trong xã hội, là lực lượng nuôi sống của xã hội. Họ có nhiệm vụ nhận ruộng đất để cày cấy và sẽ nộp lại một phần tô thuế. Và tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội lúc bấy giờ chính là tầng lớp nô tỳ. À vậy thì các bạn sẽ thấy trong thời Văn Lang Âu Lạc thì xã hội cũng đã có sự phân hóa giữa người giàu và người nghèo, giữa tầng lớp quyền quý và tầng lớp bình dân. Qua đến thời kỳ đô hộ thì xã hội đã có những sự thay đổi rõ rệt như sau. Thứ nhất, đứng đầu xã hội chính là bọn quan lại đô hộ. Tiếp theo, so với thời Văn Lang Âu Lạc, các bạn thấy có tầng lớp quý tộc, nhưng đến thời kỳ đô hộ thì lại chia ra làm hai. Một đó là hào trưởng Việt, đây là những thành phần yêu nước và có kinh tế khá giả trong địa phương. Địa chủ Hán, địa chủ Hán nhận được sự ưu ái của bọn quan lại đô hộ, cho nên tìm cách kiềm hãm và luôn tìm cách ức hiếp đối với những người hào chữ Việt của chúng ta. Trong nông dân công xã thì cũng chia ra làm hai. Một đó là nông dân công xã, hai là nông dân lệ thuộc. Và tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội vẫn là tầng lớp nô tỳ. Qua việc phân tích sơ đồ phân hóa xã hội thì các bạn cũng có thể thấy thời kỳ bị đô hộ, xã hội tiếp tục bị phân hóa sâu sắc. Và lúc bấy giờ mâu thuẫn rất lớn giữa bọn quan lại đô hộ và tầng lớp người Việt của chúng ta. Bên cạnh những thay đổi về mặt xã hội thì về văn hóa, bọn chính quyền đô hộ liên tục mở các trường học dạy chữ Hán ở các quận huyện và đưa những tôn giáo mới vào nước ta như là Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo cùng với những luật lệ và phong tục của người Hán vào nước ta. Sau đây cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về ba tôn giáo này nhé. Thứ nhất, Khổng Tử. Khổng Tử là người đã sáng lập ra Nho giáo hay còn gọi là Khổng giáo. Và Nho giáo được do Khổng Tử sáng lập vào thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, lập ra ở Trung Quốc. Và theo Nho giáo thì mọi người phải coi vua là thiên tử, có nghe con trời và có quyền quyết định tất cả. Đạo giáo do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc cùng thời với Khổng giáo. Và đạo giáo thì khuyên con người ta sống theo số phận, không làm việc gì trái với tự nhiên. Về việc du nhập Nho giáo và đạo giáo, với những tư tưởng trên thì các bạn chúng ta có thể hiểu rằng bên cạnh việc áp bức về kinh tế thì bọn quan lại đô hộ cũng kiềm hãm nhân dân ta trong mặt tinh thần. Trong Nho giáo thì việc coi vua là thiên tử thì chúng bắt nhân dân ta phải coi vua lúc bấy giờ là bọn quan lại đô hộ, có quyền quyết định tất cả. Còn về đạo giáo thì lại khuyên con người ta sống theo số phận, không làm việc gì trái với tự nhiên. Chính vì vậy khi chúng ta bị đàn áp thì với cái tư tưởng đạo giáo này khuyên nhân dân ta phải chấp nhận sống theo số phận và không được can thiệp và không được có những cuộc nổi dậy chống lại chúng. Còn về Phật giáo thì khác so với Nho giáo và Đạo giáo. Phật giáo là được ra đời ở Ấn Độ cùng thời với Nho giáo. Và những tư tưởng trong Đạo Phật thì khuyên mọi người hãy thương yêu nhau, làm điều lành và tránh làm điều ác. Chính vì vậy, với những tư tưởng rất nhân ái,
của Phật giáo thì đã được nhân dân Giao Châu tiếp nhận rất tích cực. Vậy các bạn có thể hiểu giùm cô đó là tại sao bọn chính quyền đô hộ lại mở trường học dạy chữ Hán và đưa Nho giáo, Đạo giáo vào nước chúng ta hay không? Đó là nhằm mục đích, đó là muốn đồng hóa nhân dân ta và bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán. Trong tất cả các chính sách cai trị của người Hán, bên cạnh chính sách kiềm hãm về kinh tế, bắt nhân dân ta phải đi lao dịch và cống nạp các sản vật quý, thì đồng hóa là bắt nhân dân ta phải tuân theo các luật pháp phong tục của người Hán. Thì đồng hóa là chính sách được xem như là thâm hiểm nhất của bọn phong kiến Trung Quốc. Bởi vì khi đồng hóa được nhân dân ta, khiến cho nhân ta quên đi nguồn gốc, quên đi tổ tiên của mình, thì sẽ không còn tư tưởng, sẽ không còn tinh thần để mà đấu tranh chống lại chúng. Chính vì vậy, đồng hóa là chính sách thâm hiểm nhất của người Hán đối với nhân dân ta. Tuy nhiên, với bản sắc văn hóa dân tộc đã có từ rất lâu đời, nên người dân Giao Châu họ vẫn giữ gìn những phong tục cổ truyền, đó là làm bánh chưng bánh dày ngày Tết. À, đây chính là tục nhuộm răng đen và ăn trầu cau. Các bạn sẽ cùng ghi cho cô ý tiếp theo. Tổ tiên ta đã kiên trì đấu tranh bảo vệ tiếng nói, chữ viết, phong tục và nếp sống của dân tộc. Qua những ý trên, chúng ta có thể kết luận một điều rằng nhân dân ta đã tiếp thu những tinh hoa của nền văn hóa Trung Quốc và các nước khác, làm phong phú thêm cho nền văn hóa của mình. Và câu hỏi quan trọng các bạn cần phải nắm cho cô đó là vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên? Câu trả lời của cô cũng đã được hiện sẵn trên màn hình. Thứ nhất, đó là khi người Hán mở các trường học dạy chữ Hán thì chỉ có tầng lớp trên mới có tiền cho con theo học, còn đại đa số nhân dân không có điều kiện cho con em mình đi học. Chính vì vậy, họ vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên. Và nguyên nhân thứ hai, đó là do các phong tục tập quán, tiếng nói của tổ tiên đã được hình thành vững chắc từ lâu đời, nên nó đã trở thành đặc trưng riêng của người Việt. Và đây chính là hai nguyên nhân mà chúng ta có thể thấy vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên. Kết thúc tiết học ngày hôm nay, các bạn chúng ta phải nắm vững cho cô về cuộc sống của nhân dân Giao Châu thời kỳ bị quân lại phong kiến phương Bắc đô hộ. Thứ nhất, đó là những thay đổi về mặt kinh tế. Thứ hai, đó là những thay đổi về mặt xã hội và văn hóa như thế nào. Cô cảm ơn các em đã đến với buổi học ngày hôm nay.